Xin chào quý vị và anh chị đã đến với kênh Candy Thùy Tiên. Và tôi là Thế Nghĩa, chuyên review các dự án. Số review hôm nay sẽ nói về một dự án nằm trên trục đường Triệu Đô, Võ Nguyên Giáp, sở hữu bản quyền riêng với tên gọi nói lên tất cả, The Ocean Villa Đà Nẵng. Và để có một chương trình review đầy đủ cũng như là những thông tin đầy đủ chính xác nhất thì Thế Nghĩa đã mời đến chương trình hôm nay bạn Viết Huy. Xin chào anh Thế Nghĩa, xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Viết Huy, chuyên viên tư vấn tại dự án này. Và Huy hôm nay sẽ cùng Thế Nghĩa cung cấp những cái thông tin đầy đủ và chính xác về dự án đến quý vị anh chị. Và không chờ gì nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Nói đến Ocean Villa Đà Nẵng thì anh nghĩ là 10 người, 10 khách hàng thì đến 9,5 người chắc phải biết đến dự án này rồi. Tuy nhiên thì anh nghĩ là không phải ai cũng biết được sâu hơn về những thông tin như tổng quan của dự án. Thì nhờ Huy có thể chia sẻ thêm về những thông tin này. Thì sau đây Huy sẽ giới thiệu sơ lược về thông tin dự án. Thông tin dự án, tên đầy đủ của dự án là The Ocean Villa Đà Nẵng. Diện tích của dự án là 21 hectare. Vị trí của dự án là nằm trên biển đường Trường Sa, thuộc quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Chủ đầu tư là công ty Vina Capital. Quy mô của dự án gồm 115 căn biệt thự, gồm 5 căn biệt thự chính là biệt thự từ 2 tới 4 phòng ngủ có hồ bơi, biệt thự 5 phòng ngủ đối diện biển và biệt thự hồ bơi saloon 3 phòng ngủ. Và có 116 căn hộ chia được 2 tòa, tòa A gồm 6 tầng và tòa B 9 tầng. Hiện tại pháp lý tòa A đã ra sổ, còn tòa B thì chưa ra sổ vì do vướng mắc về pháp lý. Vâng. Ồ, vậy còn những cái kết nối hạ tầng xung quanh thì như thế nào ơi? Kết nối hạ tầng xung quanh thì dự án này gọi đặt trên con đường kết nối từ biển từ Đà Nẵng đến Hội An. Và cái dự án này là con đường này được coi là con đường ưa chuộng bậc nhất về cái khu phân khúc là du lịch nghỉ dưỡng. Có thể thấy phía đông bắc của dự án này được bao bọc bởi biển đông và hướng ra cồn Lôi Chàm. Và có một điều đặc biệt nữa là bạn có thể khởi nghiệp tại đây khi xung quanh đây được bao bọc bởi sân golf Sudun, là nằm trong câu lạc bộ của sân golf BRG của Đà Nẵng. À, cái này anh biết. Bày hóa ra là Ocean Villa là gọi là bắt trend và gọi là ông nội của trend bây giờ luôn, đúng không? Cái gì mà G63 rồi nương tựa gì đấy, đúng không? Ông nội của trend luôn. Vâng, bây giờ không có G63 nương tựa, mình có thể mua căn G4 để mình nằm lúc tuyệt quá. Thông thường với những dự án mà với vị trí đắc địa như thế này, đặc biệt là lại sở hữu một cái mặt biển riêng trước nữa, thì anh thấy có một vấn đề hay xảy ra, chính là tính sở hữu của dự án. Thì không biết The Ocean Villa Đà Nẵng như thế nào ạ? Hiện tại về pháp lý của dự án thì đã hoàn thành và sổ đỏ, đã có sổ đỏ từng căn. Nên về cái pháp lý của dự án này thì quý khách hoàn toàn yên tâm về pháp lý. Wow, tuyệt vời. Về các tiện ích nữa thì như thế nào ạ? Không những sở hữu riêng căn biệt thự này đâu. Khi mà mua biệt thự thì quý khách còn sở hữu các tiện ích ở trong khu resort này, bao gồm là các khu câu lạc bộ trẻ em. Ở trong đó có đầy đủ công cụ và dụng cụ vui chơi của trẻ em, có hồ bơi. An ninh thì có camera và bảo vệ 24/24, chưa tính có camera bàn cơm xung quanh đây. Cái ăn cơm mới là cái ăn tiền. Đó. Thì, còn cả có cả sân tennis và sân golf. Rồi, tuyệt vời quá. Vậy thì mức giá. Mức giá thì ngày đầu tiên mở bán vào đầu năm, ngày đầu tiên mở bán là vào lúc năm 2008 thì mức giá trung bình của một căn là 30 triệu một mét vuông. Đến cho đến hiện nay thì quý khách muốn sở hữu một căn biệt thự trong này phải bỏ ra tầm 47 triệu, trung bình là 47 triệu một mét vuông để sở hữu được một căn villa. Theo anh nha, theo anh để mà sở hữu như vậy thì một mức giá tương đối là hợp lý rồi, đúng không ạ? Và nhưng mà điểm nhấn một cái là pháp lý sở hữu lâu dài, sổ đỏ từng căn. Anh đang nhẩm thử những tiện ích thì anh không nghĩ là thiếu mà là hình như còn dư nữa, đúng không? Và ngoài tiện ích ra thì pháp lý, vị trí là một thứ nó quá tuyệt vời rồi, không có một cái gì để phải lăn tăn nữa. Vậy chắc hẳn nếu mà có hàng ra thì chắc phải cháy hàng, đúng không? Đợt đầu mở bán thì trước khi mở bán thì dự án này không có quảng cáo, không có rầm rộ cho lắm, nhưng trong ngày mở bán thì hầu hết như là đã cháy hàng. Và cái tình trạng mà lướt sóng trong dự án này hầu như là không có, vì khách hàng đều mua để đa số là làm second home. Và cả căn hộ cũng vậy, thì cái độ lấp đầy ở đây, dân số ở đây hầu như là 100% tới hiện nay. Còn cái việc mà sử dụng villa thì vận hành như thế nào ấy? Vận hành thì trước khi dịch thì khai thác vận hành ở tại dự án này rất là tốt. Vận hành được từ 7 tới 8 tháng trong vòng 1 năm, kể cả cho thuê ngắn hạn và dài hạn vào mùa đông.
Giá trước khi dịch cho thuê ngắn hạn và dài hạn là tầm từ 6 tới 9 triệu một đêm tùy căn, còn giá sau khi dịch là từ 3 tới 6 triệu tùy căn. Đúng như anh nghĩ, vì đối với một căn villa như này, sự một cái địa thế như vậy, pháp lý như vậy, thì cái việc con số mà vận hành như vậy anh nghĩ là một con số nó hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể tốt hơn nữa, bởi vì xu thế bây giờ đang là xu thế của dòng sản phẩm về nghỉ dưỡng. Vâng. Thì sẽ vẫn còn có thể tốt hơn nữa. Nhưng mà có một cái cũng riêng nhé, bởi vì anh nghĩ là đối với một dự án thì dù nó có hoàn hảo đến mức nào thì nó cũng sẽ có một cái điểm mạnh và vài cái điểm yếu nữa. Thì theo cái góc nhìn cá nhân của em á, em có thể chia sẻ cho anh những cái quan điểm đó được không? Theo góc nhìn cá nhân của Huy thì cái quan điểm về cái điểm mạnh của cái dự án này là nó thể hiện lên sự đẳng cấp của chủ sở hữu. Cái thứ hai là về dòng khai thác, dòng tiền rất là ổn định. Cái thứ ba là ngân hàng định giá cho một căn biệt thự rất là cao, thậm chí có thể cho vay đến 80% giá trị giao dịch của sản phẩm. Còn điểm yếu ở đây là giá ở đây rất là cao, cũng không phải tầm căn thấp nhất là tầm 27 tỷ một căn. Giá nhà nước ở đây là tầm 35 triệu mỗi vuông nên cái chi phí là sổ rất là cao. Tiền phí vận hành ở đây cao, tầm 16.800 Việt Nam đồng trên mỗi mét vuông. Vâng. Đó là những điểm mà quý khách hàng trước khi sở hữu, trước khi quan tâm đến dự án thì cũng là những điểm nên lưu ý. Với những cái thông tin mà Huy cung cấp vừa rồi thì theo anh đánh giá, nếu như khách hàng đã có nhu cầu và quan tâm đến những cái dòng sản phẩm nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng thì Ocean Villa nên là một sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu, bởi vì nó đã được khẳng định bởi một vị thế đặc biệt tại Đà Nẵng rồi. Và hơn thế nữa, Ocean Villa cũng sở hữu một cái pháp lý rất là đặc biệt, không phải dự án nào tại Đà Nẵng sở hữu mặt biển cũng được sở hữu lâu dài. Và cùng với cái việc mà khai thác dòng tiền đang hiệu quả rồi, đã được khẳng định như vậy rồi, thì không có lý do gì để mà không nghĩ đến Ocean Villa đầu tiên. Và nếu khách hàng là người sở hữu một cái sản phẩm như Ocean Villa thì vị thế trong xã hội của khách hàng cũng được nâng cao hơn rất là nhiều. Chương trình review dự án hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Quý vị và anh chị thấy dự án The Ocean Villa như thế nào ạ? Hãy để lại bên dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên like và subscribe kênh Candy Thùy Tiên để theo dõi những cái chuyên mục mới và hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.